Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chương trình hướng dẫn sử dụng chiếc xe Hyundai Kona. Thì đứng kế bên Khanh đây, đây là cái phiên bản Hyundai Kona mà 1.6 Turbo. Thì đây là phiên bản cao nhất, thì các bạn sử dụng video clip này về hướng dẫn sử dụng cho xe 2.0 đặc biệt và 2.0 tiêu chuẩn luôn nha. Tại vì nó chỉ khác nhau về trang bị ít hơn thôi, còn các nút thiết kế hoàn toàn giống nhau. Và Khanh xin phép giới thiệu lại về cái chương trình mua xe hôm nay. Thì giá Hyundai Kona là 750 triệu. Hôm nay Khanh đang ưu đãi cho những chiếc xe có năm sản xuất là 2019, chương trình tặng lệ phí trước bạ tương đương với lại 10%. Có nghĩa là giá xe này là 750 triệu thì lệ phí trước bạ các bạn thường đóng là 10%, thì nó rơi vào khoảng là 75 triệu. Thì chương trình Khanh khuyến mãi đúng bằng lệ phí trước bạ. Các bạn có thể tự đăng ký xe bằng cách là trừ giá tiền, trừ giá, hoặc các bạn nhờ đại lý đăng ký thì các bạn chỉ việc là cộng thêm phí biển số. Thì phí biển số nó sẽ dao động từ 1 triệu cho tới 20 triệu tùy theo tỉnh. Thì câu chuyện của chúng ta là chiếc xe này hôm nay ra giấy luôn chỉ có là khoảng tầm 755 triệu là các bạn đã lăn bánh được rồi, cho những tỉnh 1 triệu. Khoảng 770 triệu cho những tỉnh nào là 20 triệu phí biển số. Các bạn nhớ nha, cái chương trình cực kỳ ưu đãi và Khanh chỉ còn vài chiếc gửi đến cho quý vị và các bạn thôi. Còn về hướng dẫn sử dụng, các bạn mua xe tại chỗ Khanh có thể bảo hành và bảo dưỡng toàn quốc. Có nghĩa là các bạn không nhất thiết phải quay lại chỗ Khanh và được bảo hành và bảo dưỡng 3 năm hoặc 100.000 cây số tất cả hệ thống Hyundai trên toàn quốc, không nhất thiết phải quay lại chỗ Khanh. Chi tiết các bạn có thể gọi điện cho Khanh theo số điện thoại 0996 773366, thì Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp những cái thông tin cụ thể và rõ ràng hơn, hoặc số hotline phía dưới góc bên phải màn hình để các bạn rõ ràng về cái chương trình khuyến mãi. Còn về chiếc xe này, các bạn mua vay hôm nay nếu áp dụng chương trình này vào, các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh khoảng tầm 200 triệu là các bạn đã đem xe về nhà được rồi. Phần còn lại các bạn sẽ được trả góp qua ngân hàng mỗi tháng, thì nó rơi vào khoảng 9-10 triệu thôi. Các bạn sẽ trả dư nợ giảm dần, có nghĩa là số tiền đó các bạn vay và trả giảm dần theo dư nợ còn lại hàng tháng. Rồi về phần hồ sơ, các bạn sẽ được hỗ trợ. Nếu các bạn không chứng minh được thu nhập và có một nguồn thu tốt thì các bạn vẫn được hỗ trợ. Các bạn đã vay rồi nhưng muốn vay mua xe nữa thì các bạn cũng được hỗ trợ, các bạn đừng lo lắng. Mọi thứ hãy để cho đại lý Vinh Khanh hỗ trợ cho các bạn. Và các bạn thắc mắc về cái hồ sơ của mình và chương trình khuyến mãi của mình được như thế nào thì các bạn gọi điện cho Khanh theo số điện thoại 0996 773366, thì Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp từng trường hợp cụ thể nha. Về hồ sơ thì rất là đơn giản, các bạn đừng lo lắng về vấn đề chứng minh thu nhập nha. Chỉ vấn đề là các bạn không nợ nhóm. Nợ nhóm có nghĩa là chúng ta đã vay và lịch sử vay không trả hoặc là quên trả, gọi là nợ nhóm. Rồi bây giờ câu chuyện của Khanh với các bạn là hướng dẫn sử dụng chiếc xe này. Thì đây là cái chiếc xe Hyundai Kona. Thì mời các bạn đi một vòng về tham khảo về ngoại hình. Thì đầu tiên Khanh muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái cảm biến áp suất lốp. Đây là cảm biến áp suất lốp xe có sẵn nha các bạn. Thì nó sẽ báo vào màn hình tablo. Thì các bạn biết là chạy chiếc xe, các bạn muốn có một cái tiêu hao nhiên liệu thấp nhất, gọi là tiêu hao nhiên liệu tốt nhất, thì ngoài việc cái chân ga của các bạn tốt thì các bạn còn phải là kiểm tra coi áp suất xe nó có đủ hay không. Và áp suất xe nó đủ hay không thì các bạn vào phần ngay trụ B, nó gọi là trụ B, thì có nhà sản xuất họ ghi rất là rõ ở đây. Đây là vị trí của áp suất lốp, thì 2.3 là nó đạt. Các bạn sẽ nhìn vào cụm đồng hồ trung tâm và ngay cái chỗ tắp lô lái á, thì lát nữa Khanh sẽ hướng dẫn cho các bạn là ở phía trong nó như thế nào. Rồi về về phần xăng xe, thì cho những anh chị nào mới nhận xe thì hay thắc mắc là cái việc sử dụng xăng như thế nào, thì Khanh xin phép chia sẻ là xăng 92, 95 đều được hết, nhưng tốt nhất các bạn nên đổ xăng 95. Và đầu cái nữa là các bạn nên đổ những hệ thống Petrolimex, Comeco, PV Oil là những hệ thống tốt, có chất lượng xăng tương đối ổn định nha. Các bạn đừng có đổ những hệ thống nhỏ, nó sẽ gây ra lỗi ca vàng trên xe. Rồi về cái phần đuôi xe, thì xe có trang bị cho các bạn là cảm biến da, cảm biến gốc cho cái phiên bản turbo này. Còn phiên bản 2.0 thì nó sẽ không có cảm biến gốc các bạn nha. Cảm biến da thì nó vẫn có, đây là những cái nốt cảm biến da. Rồi còn cái có một cái nắp đậy chỗ này nè, cái nắp đậy này để kéo xe nha các bạn. Còn về tiêu hao nhiên liệu thì cái chiếc xe này nó sẽ đi trong thành phố rơi vào khoảng là
9 lít. Còn các bạn đi đường trường thì nó khoảng đâu 5-6 lít trong khoảng đó. Nó sẽ phụ thuộc tùy theo chân ga. Còn các bạn bảo hành thì 3 năm hoặc 100.000 cây số toàn quốc. Riêng bình ắc quy bảo hành 1 năm hoặc 20.000. Còn về vấn đề bảo dưỡng thì các bạn chạy 1.000 cây đầu tiên các bạn sẽ ghé hệ thống Hyundai. Hệ thống chứ không phải nhất thiết quay là chỗ bán. Bảo dưỡng 1.000 cây cân chỉnh xe. Các km sau là 5.000, 10.000, 15.000. Tức là các bạn cứ nhớ trong đầu, mỗi 5.000 cây chúng ta sẽ đi bảo dưỡng một lần. Các bạn nhớ nha, mỗi 5.000 cây. Rồi, cái phần sau thì sẽ có cho các bạn là bánh xe dự phòng. Bánh xe dự phòng thì các bạn mở cái này lên, chúng ta dỡ lên thì sẽ có bánh xe dự phòng nằm phía dưới. Và cả bộ đồ nghề nó nằm phía trong đây luôn các bạn nha. Bây giờ chúng ta hãy vào trong xe. Rồi, đối với ghế của xe thì đây là ghế lái nè. Ghế lái thì sẽ được chỉnh điện là 8 hướng cộng với lại phòng lưng 2 hướng nữa là 10 hướng. Chúng ta sẽ chỉnh ghế tới, ghế lui, phần mũi ghế nè, phần mũi ghế nè, cái phần đuôi ghế nè, ngã lưng ghế nè và chỉnh phần phòng lưng. Thì khi các bạn chạy đường xa, các bạn chạy xe rồi nó có phòng lưng nó rất là tốt. Rồi, ở phần bên trái của cái vô lăng thì các bạn sẽ có là cái này là chỉnh độ sáng của màn hình táp lô. Tức là đây là màn hình táp lô nè, chúng ta bấm dấu cộng thì cái màn hình táp lô nó sẽ sáng lên các bạn. Còn cái này là cảnh báo, hệ thống cảnh báo điểm mù. Thì Khanh sẽ mở lên để cho các bạn thấy được. Khi mà các bạn không muốn xài hệ thống cảnh báo điểm mù thì chúng ta nhấn vào thì nó sẽ tắt. Còn các bạn muốn mở thì chúng ta sẽ nhấn vào một cái nữa thì đèn sáng lên thì nó sẽ kích hoạt hệ thống cảnh báo điểm mù. Còn đây là hệ thống cân bằng điện tử, các bạn nên bật. Còn nếu các bạn trong quá trình lao xe mà các bạn lỡ tay mà đè vào nó thì nó bị tắt đi, thì trên đồng hồ táp lô nó sẽ hiện ra là cái hình bánh, cái chiếc xe có dấu trượt nè. Đây cái dấu đèn nè, nó bị tắt. Thì các bạn nhấn vào một lần nữa thì nó sẽ mở lại nha. Rồi, chạy xe thì chúng ta nên để hệ thống cân bằng điện tử, nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Còn đây là hệ thống, nó gọi là hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo cắt ngang. Thì khi mà chúng ta bật lên thì cái đèn á, các bạn thấy không ạ? Đây, trên đây nó có cái đèn trên gương hậu nè. Thì khi mà các bạn có vật cản á thì nó sẽ sáng đèn lên. Sáng có một cái xe chạy song song mà các bạn không nhìn thấy trên gương thì nó sẽ là sáng đèn lên để báo hiệu cho các bạn biết rằng là đang có xe chạy song song. Và nó sẽ phát tín hiệu khi các bạn có xi nhan. Phát tín hiệu là tín hiệu bíp 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 trong xe. Để cho các bạn biết là chúng ta không nên quẹo trái hoặc quẹo phải. Tại vì nếu có vật mà chạy song song với các bạn mà gọi là nằm trong vùng mù mà bên trái thì cái gương bên trái này nó sẽ sáng đèn. Và cái gương bên phải nếu có điểm mù thì nó sẽ sáng đèn gương bên phải các bạn nha. Ngoài ra thì nó còn cảnh báo cắt ngang, có nghĩa là các bạn dè chiếc xe từ trong nhà dè ra mà các bạn không nhìn thấy được hai gương bên phải, tại vì do hai bức tường trong nhà chúng ta che lại rồi. Và chúng ta chỉ có dè theo kiểu quán tính, dè từ từ ra ngoài thôi. Mà giả sử có một cái phương tiện nào cắt ngang, một người đi bộ đi ngang, đi gần tới thì ở phía trong màn hình táp lô cũng sẽ cảnh báo cho các bạn biết là có một cái phương tiện cắt ngang, giúp cho các bạn dừng lại để cho phương tiện đó đi qua. Đây là tác dụng của hệ thống cảnh báo điểm mù. Rồi, bây giờ chúng ta hãy vào trong xe và chúng ta khám phá những cái tính năng trên xe nha. Để các bạn đề được trên xe thì các bạn phải đạp phanh và nhấn nút start stop là chúng ta sẽ đề. Rồi, Khanh giới thiệu với các bạn về phần cụm tay lái. Đây là cái phần cụm tay lái nha. Thì ở chỗ này là ga tự động cruise control. Để các bạn xài được ga tự động cruise control thì các bạn phải nhấn vào chữ cruise. Thì trong cái màn hình ở trên đây nó sẽ hiện ra chữ cruise, các bạn nhớ nha. Thì khi mà các bạn chạy ở tốc độ trên 30 cây số trên giờ, trên 30 cây số trên giờ thì các bạn nhấn chữ set, có nghĩa là các bạn thấy chữ set nằm phía dưới không ạ? Chúng ta gạt xuống thì lúc đó cái xe của các bạn sẽ được giữ ngay tốc độ ở vị trí mà các bạn muốn. Điều kiện nó là phải trên 30 cây số trên giờ. Và khi mà các bạn chạy tốc độ bằng ga tự động cruise control mà các bạn muốn bỏ cái chức năng này đi thì các bạn chỉ cần nhấp phanh, nhấp nhẹ một cái là tự động nó mất chế độ ga tự động cruise control đi.
hoặc các bạn có thể nhấn chữ cancel tùy theo các bạn muốn. Rồi nút kế bên, cái dãy nút kế bên đây là nút điều chỉnh màn hình trung tâm. Thì đây là nút điều chỉnh màn hình trung tâm, nó gọi là màn hình trung tâm là cái màn hình nhỏ này nè, màn hình nhỏ này. Rồi. Các bạn nhấn vào nè thì nó sẽ có là tiêu hao nhiên liệu tức thời. Rồi các bạn bấm vào cái dấu mũi tên xuống, đây nè, bấm vào dấu mũi tên xuống thì nó sẽ có tiêu hao nhiên liệu tức thời nè. Cái chữ acoustic information. Đây là cái tức là khi mà các bạn đổ xăng xong, các bạn đè phím 0, đè phím OK nè, nó reset. Đây nè, reset thì nó sẽ trở về 0. Đây là cái tổng thời gian của các bạn reset lại. Các bạn chạy ngày này qua ngày kia, đến khi các bạn đổ xăng lại thì các bạn sẽ biết được là tổng quãng đường của chúng ta đi một lần đổ xăng đó là bao nhiêu cây số, và tiêu hao nhiên liệu là bao nhiêu lít 100 cây, rồi tổng thời gian của chúng ta ngồi lái trực tiếp là bao nhiêu. Nó sẽ hiện ra đây. Cũng một cái thông số y chang như vậy, nhưng mà các bạn bấm xuống nó có chữ try info, tức là mỗi ngày thì nó sẽ mỗi reset. Cái thông số này thì nó sẽ giống như cái acoustic information, nhưng mỗi ngày thì nó sẽ mỗi thiết lập lại, có nghĩa là các bạn ngày hôm nay các bạn chạy bao nhiêu cây số thì nó sẽ hiện ra ở đây, và tiêu hao nhiên liệu của một ngày nó sẽ hiện ra ở đây, và thời gian của các bạn nổ máy của một ngày. Còn nhiều ngày cộng lại thì nó sẽ ra trung bình của các acoustic. Đây, cái này là nhiều ngày cộng lại. Và cũng các bạn muốn reset thì các bạn cũng bấm chữ OK là nó sẽ reset. Đây, bấm OK nó sẽ reset gì không? Bấm OK nó sẽ reset gì không? Rồi, đây là đồng hồ tốc độ mà theo kiểu điện tử thay vì đồng hồ cơ ở đây, đúng không ạ? Các bạn muốn coi kiểu điện tử thì các bạn bấm vào đây. Rồi, các bạn bấm vào nút này nữa thì nó sẽ qua một cái thông số, đó là cảm biến áp suất lớp. Thì khi mà các bạn chạy thì cái phần cảm biến áp suất lớp này nó sẽ hiện ra. Các bạn nhớ nha, chạy mới hiện ra. Rồi. Bấm vào cái nữa thì nó sẽ ra cái phần cài đặt. Thì Khanh có những cái video clip về cái phần cài đặt này nói rất là rõ luôn. Đây. Các bạn lỡ mà bấm mà không biết đường ra, gọi là chúng ta vào chữ reset rồi xong chúng ta reset nó lại thôi. Rồi, cụm phím bên trái, đây là cái chữ mode. Mode là chuyển chế độ USB, FM, AM, Bluetooth cho tất cả các chế độ trên cái màn hình trung tâm. Đây, cái màn hình trung tâm, màn hình giải trí. Chuyển FM, AM, Bluetooth, Khanh bấm chữ mode nha. Đây, các bạn sẽ thấy nè, chuyển nè. Rồi, các bạn không muốn nghe nữa thì chắc các bạn bấm chữ mute. Đây, chỉnh volume lớn nhỏ của phần âm thanh. Nghe, từ chối cuộc gọi. Rồi phần phía sau là cái phần gạt, cái phần đèn. Thì các bạn nó sẽ có rất là nhiều nút. Cái này là mở đèn cản nè, cái này gọi là đèn cản nha. Phía trước chúng ta có một cái đèn phía dưới, nó gọi là đèn cản, thì đây là mở tắt đèn cản. Rồi cái nút đèn của chúng ta thì nó sẽ có chế độ là tự động. Thì từ nút off các bạn bật lên tự động, thì chúng ta sẽ bấm vào chữ auto. Thì cái Khanh khuyên các bạn nên để chế độ tự động, thì khi vào trời tối tự động nó bật và trời sáng tự động nó tắt, các bạn khỏi phải suy nghĩ. Khi mà trời tối tự động bật nha. Rồi. Và khi mà các bạn đi ra ngoài mà ở trời tối mà các bạn lóc cửa xe lại thì cái đèn này nó vẫn sáng khoảng 15 giây để đủ để cho các bạn đi ra khỏi, và đèn nó sẽ tự động tắt. Các bạn đừng lo lắng về cái vấn đề cái chiếc xe của chúng ta quên tắt điện. Các bạn nhớ nha, khi các bạn để chế độ tự động nè, đi ra ngoài các bạn bấm lóc cửa lại, 15 giây sau đèn nó mới tắt, đủ để thời gian các bạn di chuyển. Còn nếu các bạn muốn chuyển chế độ chỉnh tay thì chúng ta, đây là chế độ DMI bình thường, đây là chế độ COS. Chúng ta muốn bấm pha thì chúng ta sẽ bấm vào. Nè, chúng ta muốn pha giữ thì gạt ra. Rồi, cụm bên phải của các bạn, đây là cụm bên phải, thì nó sẽ có là chế độ gạt mưa. Thì gạt mưa cái phần bên ngoài nè, cái này là phần gạt mưa của kính sau. Gạt mưa của kính sau nha. Còn các bạn muốn gạt mưa tự động thì các bạn bấm lên một lần và các bạn gạt xuống một nấc. Tại sao mà bấm phải, do chúng ta phải đẩy lên một lần và chúng ta gạt xuống một nấc, tại do trong quá trình chúng ta lái xoay cái vô lăng nè, xoay qua trái, xoay qua phải, các bạn lỡ tay đánh trúng cái cần gạt mưa và các bạn không biết là cái cần gạt mưa của chúng ta đang nằm ở vị trí nào, thì chúng ta phải làm một cái thao tác là đẩy cần gạt mưa lên hết, đẩy qua trái và gạt xuống một nấc. Đẩy xuống một nấc thì nó sẽ là trở lại chế độ tự động cho các bạn nha. Còn đây là chỉnh tốc độ
tốc độ một lần gạt và thời gian một lần gạt cho các bạn. Rồi. À, cụm đồng hồ bên đây là cụm đồng hồ dòng tua, thì khi mà buổi sáng các bạn đề lên á, thì nó sẽ lên khoảng 1.200, 1.500, thì sau đó nó sẽ tự động nó hạ xuống. Đây là đồng hồ nước nhiệt độ của xe. Còn đây là cái đồng hồ xăng của các bạn nha. Các bạn đừng có nhìn lộn là cái đồng hồ này là đồng hồ nước nha, tại vì đồng hồ xăng thì nó sẽ giảm xuống, còn đồng hồ nước thì lúc nào nó cũng khoảng này hết. Chúng ta nhìn nhầm thì chúng ta sẽ thấy lúc nào xăng nó cũng đầy thì chết luôn đó. Rồi, nhiệt độ bên ngoài là 32 độ, đây là số km của các bạn đi được, cái này là không có reset được nha. Còn ở phía trên đây nó có số km và cái hình cây xăng nè, đây là cái quãng đường còn lại đi được tương ứng với cái lượng xăng còn trong xe, nó gọi là ranger. Khi các bạn đổ đầy lên thì nó sẽ tự động lên. Còn chữ P này là vị trí số, mà khi các bạn kéo chữ D, chữ R thì nó sẽ xoay. À, đây là cảm biến dây nó kích hoạt nè. R dây nè. À. Rồi, qua đến đây. Đây là hệ thống điều hòa. Hệ thống điều hòa thì nó là tự động, các bạn đặt bao nhiêu độ đủ nhiệt độ nó sẽ dừng lại. Cái này là hướng gió ngay người, vừa ngay chân, vừa sấy kính, chỉ ngay người thôi, vừa ngay người vừa ngay chân. Rồi. Cái này là sấy kính trước nè, còn cái này là lấy gió trong nè. Cái này sấy kính trước, xin lỗi các bạn, cái này sấy kính sau. Rồi, cái này chỉnh tốc độ gió cho các bạn nha. Còn phần phía dưới, đây là chỗ sạc nè, đây là thiết bị ngoại vi nè. Còn cái chỗ này của chúng ta thì cái USB này thì sẽ xài Apple CarPlay, Android Auto nha. Cái của chúng ta, cái xe của chúng ta thì sẽ có sạc, chế độ sạc không dây cho cái phiên bản 1.6 Turbo. Còn phiên bản 2.0 thì nó sẽ không có sạc không dây. Thì các bạn bỏ cái điện thoại vào, tự động nó sạc thôi. Để bỏ điện thoại vào nè. Là tự động nó sạc thôi. Các bạn nhớ, một số anh chị thì xài cái ốp lưng nó dày quá thì do sạc không dây nó sẽ không nhận nha. Rồi, cái phần dưới nữa, đây là nút Drive Mode. Thì cái xe của mình á, khi mà bấm vào thì nó sẽ hiển thị trong đây là các chế độ là Drive Mode nè, Sport nè, Comfort nè, đó, Eco là tiết kiệm nè, Sport là thể thao nè. Nếu các bạn chạy chế độ mà Normal á, Normal này nó là Comfort. Còn chắc bạn muốn chạy chế độ tiết kiệm thì chúng ta chạy Eco. Mỗi chế độ thì nó có một cái tiêu hao nhiên liệu khác nhau. Cái phần này là điều chỉnh cái cảm biến gốc của các bạn nha. Rồi, màn hình trung tâm. Đây là màn hình trung tâm thì Khanh nói sơ qua, tại vì Khanh đã có một cái video clip hướng dẫn về màn hình trung tâm rồi. Chúng ta vào, đây là cái app, giao diện Apple CarPlay, và Khanh rất là thích cái giao diện này. Các bạn giao diện Apple CarPlay thì nó có đầu tiên là cái Google Maps, và các bạn biết được là cái quãng đường của chúng ta đi và ra lệnh bằng giọng nói. Đây, Hyundai Long An. Các bạn lưu ý là cái điện thoại của các bạn phải kết nối 3G nha. Nếu mà các bạn không có kết nối 3G thì chúng ta sẽ không có thể ra lệnh bằng giọng nói được. Và các bạn biết được là cái đường đi của chúng ta là nó sẽ có kẹt xe hay không kẹt xe. Đây là màu xanh là không kẹt nè, màu đỏ là có kẹt, các bạn nhớ nha. Và nó sẽ hiện thẳng lên cái bản đồ trên Apple CarPlay luôn cho các bạn. Hyundai Long An. Hyundai Long An. Đây. Chúng ta bấm đi thôi. Giờ bấm đi nè. À, rất là tiện luôn, các bạn biết được là thời gian đến nè. Thời gian đến nè, số thời gian chạy nè, số km phải đi nè, và đường đi của chúng ta là có kẹt xe hay không kẹt xe nữa. Ngoài ra thì các bạn ở đây nó cũng có trang bị cho các bạn cái bản đồ và có cảnh báo tốc độ trên đường khi chạy luôn, rất là tiện. Rồi, để các bạn lưu ý là cái camera gear của các bạn á thì nó sẽ xoay theo góc lái. Thì khi các bạn xoay qua trái thì nó sẽ xoay trái, xoay qua phải thì nó sẽ xoay phải. Các bạn nhớ nha, thì chiếc xe này sẽ giúp cho các bạn là lái xe nó sẽ không bao giờ bị quên vị trí, gọi là quên vị trí của bánh lái. Rồi, cái gương hậu, đây là gương hậu trong xe. Thì đây là cái gương hậu tự động chống chói. Thì khi mà có ánh sáng vào thì nó sẽ tự động chống chói cho các bạn. Các bạn
thấy một cái điểm nhỏ trên gương hậu nè, đây là cái cảm biến ánh sáng. Còn phần phía trên của chúng ta, đây là cái cửa sổ trời. Đây là cửa sổ trời, và cửa sổ trời này là được thiết kế một chạm, có nghĩa là khi các bạn bấm một lần thì tự động nó sẽ trượt ra sau. Và khi mà các bạn bấm đóng thì chúng ta bấm vào một lần nữa, nó sẽ đóng tuyệt đối cho các bạn. Các bạn tuyệt đối không được giữ tay nha. Tại khi các bạn giữ tay thì nó sẽ đóng không sạc, không có chặt. Các bạn nhớ. Giới thiệu với các bạn cái phần tay nắm cửa bên phải. Thì khi mà các bạn, nó sẽ có nút, cái phần trên đây là cái nút gập gương nè. Các bạn phải để chính giữa, các bạn không được bấm qua đây và các bạn cũng không được bấm qua đây. Tại vì khi mà các bạn bấm để chính giữa nè, các bạn lóc cửa lại thì gương nó sẽ tự động gập lại cho các bạn. Nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Còn các bạn muốn chỉnh lòng gương bên trái thì chúng ta bấm qua chữ L và chỉnh nút mũi tên 4 chiều ở đây. Chúng ta chỉnh gương bên phải thì chúng ta bấm chữ R và chỉnh lòng gương 4 chiều ở đây. Sau khi chỉnh xong cứ để nguyên, không sao hết. Cái này là lóc kính trung tâm, có nghĩa là bốn kính kính cửa khi mà các bạn bấm lóc lại thì không hạ xuống được nha. Cái này là lóc cửa trung tâm, khi chạy tự động nó sẽ lóc cửa. Một số xe thì nó không có cái chức năng tự động lóc cửa trung tâm thì nó bắt buộc phải dùng nút này, còn các bạn cũng đừng quan tâm nút này. Còn ở đây là mở từng kiến trung, từng vị trí kiến, bốn cánh kiến của chúng ta. Trên đây Khanh đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách sử dụng chiếc xe Hyundai Kona. Mong rằng video này sẽ hữu ích cho tất cả quý vị đang chuẩn bị mua và đang mua và đã nhận xe về, chưa rõ những cái về hướng dẫn sử dụng. Còn về cái chế độ bảo hành xe thì 3 năm hoặc 100.000 cây, tất cả đại lý trên toàn quốc các bạn nhớ nha. Các bạn mua xe tại chỗ Khanh có thể bảo hành và bảo dưỡng toàn quốc. Còn về chương trình khuyến mãi thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Mong rằng cái thời điểm này cái khuyến mãi sẽ mang lại chiếc xe Hyundai Kona cho những khách hàng nào đang chuẩn bị mua và rất là yêu thích nó nhưng mà vẫn chần chừ. Tại vì đây là khuyến mãi rất là khủng. Mọi chi tiết thì nhờ các bạn gọi điện cho Khanh theo số điện thoại 0996 7333 66, thì Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp từng trường hợp cụ thể nha. Còn trường hợp mua vay các bạn cũng gọi điện cho Khanh để Khanh tư vấn rõ thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký và nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Và xin cảm ơn và xin chào.